Tử vi về ngày 17 tháng 11 âm lịch. Xin chào quý anh chị và các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý anh chị thân mến, hôm nay kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ về vận trình 12 con giáp ngày 17 tháng 11 âm lịch. Với mong muốn anh chị có thể nắm được vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên để tiến hành công việc, đạt được những kết quả mong đợi và tránh những thị phi, rủi ro. Ngày hôm nay, con giáp nào sẽ gặp may mắn, phát tài, phát lộc, làm ăn phát đạt? Con giáp nào sẽ gặp phải đen đủi, xui xẻo, đổi đường? Công việc nào thuận để làm, công việc nào xui nên tránh? Mời anh chị hãy cùng theo dõi video để biết chi tiết, cụ thể, tổng quan. Ngày 17 tháng 11 âm lịch còn gọi là ngày 17 tháng 11 năm Canh Tý. Ngày này sẽ có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ, tức là đất quán, dịch lớn do Thân và Dần chính xung, Mậu Dương Thổ khắc Nhâm Dương Thủy, giáp Dương Mộc khắc Mậu Dương Thổ. Đây gọi là thiên khắc địa xung, nên dẫn tới ngày này đặc biệt xấu đối với các tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 và Giáp Dần sinh năm 1974. Tổng quan tử vi 12 con giáp tuổi Tý. Tý Dương Thủy gặp Mậu Dương Thổ là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Tý nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Trong ngày hôm nay, may mắn nhất vẫn là phương diện tài lộc. Dù lương thưởng không nhiều như con giáp này kỳ vọng, nhưng vẫn đủ để chi tiêu, mua sắm trong dịp này. Bên cạnh đó, người tuổi Tý cần phải chú ý trong việc quản lý tài chính, sao cho hợp lý. Bản mệnh cũng có thể nghĩ đến việc đầu tư để tiền bạc được sinh sôi, nảy nở. Tuổi Tý trong năm nay còn gặp phải trực thái tuế, nên cần hết sức chú ý về vấn đề thị phi trong công việc và sự nghiệp. Năm nay là một năm rất gian nan, vất vả của những gia chủ tuổi Tý. Chính vì thế, quý anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn để hóa giải những xui xẻo, thị phi bùa vây và giúp cho con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc được hanh thông, thuận lợi. Tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp Mậu Dương thổ là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Sửu trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Ngày này, gia chủ tuổi Sửu có thiên ất quý nhân và quốc ấn chiếu mệnh. Tất cả đều là những cát tinh đem lại may mắn, tài lộc cho bản mệnh trong ngày hôm nay. Thiên ất quý nhân là ngôi sao may mắn trong mệnh. Nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng, khí vượng. Các thần quốc ấn chủ về quan vận nên những gia chủ tuổi Sửu nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Hơn nữa tuổi Sửu năm nay vì gặp phải thái tuế lục hợp và nhiều các tinh khắc chiếu vận nên vận thế tổng thể thì vô cùng có lợi. Vì vậy năm Canh Tý 2020, người tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội và nên sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu để chiêu quý nhân, cát lành đem lại may mắn cho bản mệnh, trù giải thị phi. Tuổi Dần. Dần Xương Mộc gặp Mậu Dương Thổ là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, nên gia chủ tuổi Dậu sẽ dễ có được tài lộc hơn. Công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, như trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý cẩn thận, sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Ngày Mậu Thân, tuổi Dần có các thần là Mã Tinh chiếu mệnh. Mã chỉ động là tướng bôn ba, nên tứ trụ có Mã là người hiếu động, thích đi đây đó. Sau Mã mà bị hợp thì có cũng như không, bị xung sẽ phải bôn ba. Trong năm Canh Tý, người tuổi Dần gặp thái tuế tương sinh, hơn nữa lại cùng quan ấn tương sinh, sức mạnh đột nhiên tăng, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp, cần nắm bắt cơ hội này để phát triển bản thân và công việc. Người tuổi Dần năm nay nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất, sử dụng tam giác địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn, tài lộc, tăng cường vận khí và chiêu mời quý nhân trợ giúp cho gia chủ. Tuổi Mão. Mão âm mộc gặp Mậu Dương thổ là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Mão cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có.
Ngoài ra, gia chủ cũng sẽ cần chú ý nhiều về vấn đề sức khỏe của mình. Do ngày này có nạp âm là hỏa nên cần chú ý nhiều về vấn đề các bệnh liên quan tới đường hô hấp nhiều hơn. Trong ngày còn có kiếp sát chiếu mệnh, đây là hung thần gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Hơn nữa tuổi Mão năm nay cùng với thái tuế Tý, Thủy hình thành Tý Mão vô lễ chi hình. Các mặt vận thế sẽ có nhiều thay đổi. Năm nay bị ảnh hưởng bởi hình thái tuế và sao lục hại. Đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp hay đường tình duyên của những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Nên sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi để gặp hung hóa cát, chiêu quý nhân, tài lộc, tỷ hìn. Thiên dương thổ gặp mậu dương thổ là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày này, nếu gia chủ gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ mình vẫn còn có những người xung quanh mình để tìm sự giúp đỡ, hóa nguy thành an, hóa hung thành cát. Ngày Mậu Thân còn có các thần là Thái Cực, là ngôi sao chủ về thông minh, hàm học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội, thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Hơn nữa, những người tuổi Thìn rơi vào năm Canh Tý 2020 tương hợp với Thái Tuế được quý nhân tương trợ. Cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những người tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân để tận dụng cơ hội, người tuổi Thìn cần sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Tuổi Tỵ, Tỵ âm hỏa gặp mậu dương thổ là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Tỵ trong ngày này cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Bên cạnh đó, vào ngày này có cát tinh thiên lộc đóng mệnh. Đây là một cát tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn, cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân, kinh tế. Người tuổi Tỵ gặp năm 2020 Canh Tý, thiên can lưu niên canh kim là thiên tài tinh của Tỵ, thái tuế Tý, Thủy là chính quan của Tỵ. Cho nên, tài quan của người tuổi Tỵ năm nay lương vượng, sự nghiệp, cầu tài đều sẽ có cơ hội phát triển tương đối tốt. Khuyên người tuổi Tỵ sử dụng vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu, hóa giải hung họa, chiêu quý nhân, người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống, tuổi Ngọ. Ngọ dương hỏa gặp mậu dương thổ là thực thần, nghĩa là thân bị xuất hiện, xuất tiết, mất khí, nên trong ngày này các gia chủ tuổi Ngọ cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Trong ngày 17 âm lịch còn có mã tinh chiếu mệnh, mã chỉ động là tướng bôn ba nên tứ trụ có mã là người hiếu động, đi đây, đi đó. Sau mã mà bị hợp thì có cũng như không, bị xung sẽ phải bôn ba. Bên cạnh đó có hung tinh, kình dương, chủ về tai họa, thương tật nên gia chủ tuổi Ngọ cần chú ý ngày này, tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật, tuyệt đối tránh xa những lời mời gọi, nhờ vả liên quan đến việc phạm pháp, giấy tờ, không đứng ra vay mượn hay ký nhận cho ai. Trong năm Canh Tý, tuổi Ngọ còn phạm phải xung thái tuế. Năm nay sẽ là một năm rất vất vả, vận hạn xấu nhất trong 12 con giáp, nhiều lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triền miên. Thái tuế Tý Thủy là thiên quan tinh của người tuổi Ngọ, cẩn thận những kẻ tiểu nhân công kích và tránh những rắc rối, thị phi. Chính vì vậy năm nay, người tuổi Ngọ cần sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải, thị phi cho bản thân. Tuổi Mùi, Mùi âm hỏa gặp mậu dương thổ là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Mùi trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Ngày Mậu Tuất, tuổi Mùi có thiên ất quý nhân, thái cực đóng mệnh, đây là ngôi sao may mắn, nếu có ngôi sao này sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Ngày này sẽ gặp được những người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống, đem lại sự may mắn, sang giàu cho gia chủ. Bên cạnh đó còn có kim sư là cát tinh, là xe hoa lệ, là phú quý, chỉ trong ngày này có nhiều tài lộc, quý nhân sẽ đến với những người tuổi Mùi. Không chỉ có cát tinh, ngày 17 âm lịch còn có kiếp sát chiếu mệnh. Đây là hung thần gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Bên cạnh đó, vận buổi tối lưu chuyển đến năm 2020 Canh Tý, người tuổi Mùi đi cùng thái tuế và năm Tý là có quan hệ tương hại hai bên, được coi là hại thái tuế. Vận trình của người tuổi Mùi năm nay sẽ giảm, gặp khó khăn, trắc trở, làm việc không thuận lợi, sự nghiệp tài vận sẽ phải chịu ảnh hưởng.
Ngoài ra, khuyên gia chủ tuổi Mùi sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi đem lại may mắn, tài lộc cả năm, tuổi Thân. Thân Dương Kim gặp Mậu Dương Thổ là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Thân nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Ngày 17 âm lịch có Văn Xương quý nhân chiếu mệnh là các tinh chủ về khóa học, thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Không những vậy, còn có phúc tinh giáng chiếu tới bản mệnh của những gia chủ tuổi Thân nên có xem xét tiến hành các công việc quan trọng như sẽ cần chú ý cẩn trọng, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Đặc biệt năm 2020, Thái Tuế Tý Thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân, vận thế tổng thể coi như không tệ nhưng cũng không nên quá lạc quan. Người tuổi Thân năm 2020 nên sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn có tác dụng tăng cường khí vận, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe cho các gia chủ thuộc bộ tuổi Thân, Tý, Thìn, tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp Mậu Dương Thổ là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Dậu, nếu có cơ hội tốt, cần phải nắm bắt thời cơ, sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn phía trước. Ngoài ra, tuổi Dậu rơi vào năm Canh Tý 2020 do Dậu kim tương phá với địa chi lưu niên của năm là Tý Thủy nên còn gọi là phá Thái Tuế. Vận thế năm nay ảm đạm, không có nhiều biến động. Tuy nhiên, điều quan trọng là sự vững tinh thần, trách nhiệm trong công việc, lấy ngạnh, lấy may, giải hung. Khuyên gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu, cầu công việc hành thông, mọi điều may mắn, tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp Mậu Dương Thổ là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày này, nếu gia chủ gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ mình vẫn còn có những người thân xung quanh để tìm sự giúp đỡ, hóa nguy thành an, hóa hung thành cát. Ngày này được hai cát tinh Mã Tinh và Thái Cực chiếu mệnh, đây là những cát tinh chủ về tài lộc, may mắn, gia chủ. Tuổi Tuất cần nắm bắt cơ hội này để phát triển công việc, tạo những mối quan hệ tốt đẹp. Bên cạnh đó, vận trình trong năm 2020 của tuổi Tuất có rất nhiều khởi sắc, sự nghiệp và tài vận có bước nâng lên đáng kể, cường độ và áp lực của công việc cùng tồn tại. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý kết hợp sự nghỉ ngơi giữa công việc và nghỉ ngơi, điều độ vừa phải, thái độ thoải mái và lạc quan đối với cuộc sống. Gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để chiêu quý nhân, đem lại may mắn, tài lộc trong cả năm. Tuổi Hợi. Hợi Dương Thổ gặp Mậu Dương Thổ là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận thị phi từ miệng mà ra. Ngày này còn có hung tinh kiếp sát, đây là hung thần gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Hơn nữa, những người sinh năm Hợi và năm Canh Tý 2020 gặp lưu niên thiên can canh kim là thiên ấn tinh. Thiên ấn chủ về áp lực và phiền não có liên quan đến học hành, thi cử. Lưu niên thái tuế là kết tài tinh, cũng có ý là tranh đoạt. Vì vậy mà trong năm nay ta gặp nhiều chuyện không như ý. Bản mệnh nên lựa chọn cho mình vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi thuận lợi hơn trong ngày hôm nay, tránh xa được những thị phi không đáng có, tinh thần lạc quan và vui vẻ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị luận giải vận hạn ngày 17 tháng 11 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin, kiến thức mới nhất về phong thủy, tử vi. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý anh chị và các bạn gặp nhiều may mắn và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại!